Nhảy vào không? Không. Tự nhiên nhảy vào á? Biết đường mà tìm lửa nhảy vào á? Ừ. Thế à? Thế lúc ấy con nhìn lửa màu gì? Thấy lửa màu xanh á? Thế không phải màu đỏ à? Có nghĩa là mình vào đấy cái như kiểu là mình đi tắm nước suối à? Ừ. Ôi trời ơi, thế này thì chú cũng muốn nhảy vào lắm đấy, nhưng mà chú không dám nhảy đâu. Nhưng mà có cảm giác chiến thắng không? Cảm giác kiểu chinh phục sướng không? Có. Ờ. Nhờ hết bàn tay ra để chú xem nào. Đấy, ít nữa chú mang khách lên lại nhảy tiếp nhá. Vâng. Đúng không?